Em cái chuột gì đỏ 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 rồi em. Cái tiền đấy. Là cái tiền nhá. Chữ tiền. Bình ơi. Ở đây cái gì mà? Lên. Tôi đẹp thế nhưng mà đấm rồi. Một cân rồi.
Có con thêm không chị ơi? Đứng chân bà nghe chị. Này nó cắt này vào nó cũng lấy. Ý là giờ cắt qua rồi nó vào nó mua hộ thôi. Bán đấy đúng không? Thanh ngon nước mướt nhà. Lấy tiền nữa. Cái này 35.000 được, 35.000. Làm TikTok ở trên mạng á bà, làm video á. Em mua không? Đó là mày không mua nữa thì mày cân lên người ta chứ. Mày có đi tập về khỏe nghĩa là về náo hít người.
lâu là nó chín đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bỏ bên đường bỏ non kỹ. Này. Đấy đó. Chứ này có nói đi. Phải biết mày cao tao có cả. Thôi đi bỏ thôi. 3 căn 10 ngàn ơi, căn 10 lắm quẹo lỡ mua tài đi chứ. Tắt 3 đôi 10 ngàn, cổng trang 3 cái 10. Quần 10 ngàn, cổng trang 3 cái 10.
đúng rồi, đúng rồi. Bố ở đâu mà giờ này? Bố ở thôn 16 ấy chị. Được cái gì? Đi hái sớm à? Đi hái sớm. Cơn bỏ bọn này đi hái từ 5 giờ và 5 giờ mà tây đi hái à? Mà 5 giờ mà nó có mẹ. Ông bà nó bảo nó đi nhà báo chứ tao đi đâu. Tin tưởng quá tao cắn một phát tao nhắm mắt vào luôn. Thank you.
Thank you.
Vâng. Ký đâu? Mình ăn đi khu ngoài mà. Hàng khu ngoài mà. Táo mà. Không khu ngoài chưa. Ký 8.000 đây, ký 8.000 đây. Em 7 đó, 7 nhé. Thiệt không? À. Không lẽ lượng cái đâu này em mà lại lão nó được mà bốc ngang đi sao phải lười. Bốc ngang nha. Em đang nằm mế. Bốc ngang đi anh. Đây đây đây. Bị đây rồi. Bở bị ra. Ăn giang được cái bỏ. Đây này. Đây này. Ba chục. Chưa mà bạn cái đàn ông này trông nóng mà hốt. Không đủ tiền rồi. 28 ngàn nha. Sát quá không đủ. Đó, thiếu chứ. Nó cướp vừa được 200 nghìn nhé. Thôi, con tơ này nữa. Không có nhá. Có khuyến mãi gì không? Có. Ờ, không khuyến mãi thôi. Khuyến mãi là hai đá đoạn rồi đồ này. Em cảm ơn nhá. Nó vàng vàng thì nó chín này. Thái táo ấy. Nó vàng là quả chín đấy. Vâng, chín đấy. Táo nhé. Cái này kia hơn hả? À. Mẫu hả? Bán đi mà âm, chuyên cái mẫu để đi bán táo. Vâng, cái này 35 kg à. Bác cứ tùy bác ăn quả kiểu nào cháu thì đi. Thôi đi.
tiền đó. Bỏ nó dài dài tuần tuần. À đúng đúng, quả này là táo tròn. Táo tròn. 30.000 một ký. Đây chị mua 2 cân rồi, ăn ngọt chị mua 2 cân rồi đó bạn. Ngọt quá. Đi gõ mà để đường ra bên tay kia qua đường bên tay bên nhà tí rồi trông qua bên đó này trông giờ nó qua từ cổ đây này. Đưa thêm 2 lạng nữa là tặng thêm trái nữa. Bác đúng là bơm bật nè. Anh ơi, anh làm cái năm nữa. Chứ khả năng mừng. Thank you.
Thank you.
tinh rất là cao. Cái đạn cái gì các bạn? Dạ. Tôi đang gửi ra đầu này em ơi. Đang mình cũng trông mong một cái lâu. Bà này cho em hàng các con ghế cao. Mang về chia. Nhà với ba chục quả. Gì đó đó. Quả gì quả kia?
lấy 5 cân thôi. Ờ hay. Chỗ đẹp từ nãy giờ đẹp thế này lại gần 5 cân nó không ngồi lại đắt.
công việc. Đói đâu? Mới ăn sầu riêng xong no rồi. Đi em ơi. Bảo rồi ở nhà sáng tác bài hát đi để hai chị em đi nghe ngon. Cho sâu nó vào trong đấy.